Xin chào mọi người, đến với dự đoán tháng 3 của nhóm khí Bảo Bình Thiên Bình Song Tử. Chúng ta sẽ bắt đầu với Bảo Bình nhé. Nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nhất nha. Rồi, với các bạn Bảo Bình thì sao? Các bạn Bảo Bình tháng 3 ấy, thì các bạn có những cái lá bài trà sau đây trong tháng 3 này. Đầu tiên ấy, mình thấy rằng là có thể các bạn sẽ có một vài những cái vấn đề liên quan đến gia đình của các bạn. Vấn đề này thì cũng không rõ là tốt hay xấu, chỉ là nó có thể sẽ có một vài những cái xung đột hoặc là những cái vấn đề gì đó nó đang diễn ra trong gia đình của bạn trong tháng 3 này, nên hãy chú ý nhiều hơn đến gia đình của mình nhé. Ở đây các bạn tiếp theo có hai lá bài nói về việc đấy chính là bạn phải cẩn thận ở trong tháng này. Đầu tiên hãy cẩn thận, đừng kiểu giống như là đừng làm những cái thứ mang tính mạo hiểm ở trong cái tháng 3 này, ví dụ như là đầu tư gì đó quá mạo hiểm hoặc là nói chung là làm những cái thứ mà các bạn không chắc chắn là thành công ấy, thì tốt nhất là không nên liều ở trong tháng 3 này đâu nhá. Tiếp theo nữa thì các bạn cũng phải cẩn thận vì cái việc tự ảo tưởng sức mạnh của mình. Hai lá bài này tương đối liên kết với nhau, có nghĩa là đôi khi vì cái tôi của bạn cao, vì cái niềm kiêu hãnh của bạn cao, vì cái tự tin của bạn quá cao, cho nên là bạn đánh giá tình hình có vẻ nó sẽ không được sáng suốt lắm trong tháng 3 này đâu. Cho nên là hãy cẩn thận và đừng có mạo hiểm gì ở trong cái tháng 3 này hết nhá. Thứ tư ấy, mình thấy rằng là bạn sẽ được công nhận ở trong, có thể trong tháng 3 này bạn sẽ được công nhận, sẽ được trao thưởng hoặc là sẽ được kiểu giống như là được người khác tung hô ấy, công nhận vì những cái nỗ lực cố gắng của các bạn. Có những bạn là được tuyên dương, được trao thưởng, được là cái nhân viên mà có cái thành tích xuất sắc ở trong cái tháng 3 chẳng hạn. Tiếp theo, đối với những cái lá Tarot Oracle ở đây với các bạn Bảo Bình ấy, thì mình thấy là trong tháng 3 này của các bạn ấy, các bạn sẽ có những cái áp lực của riêng các bạn. Những cái áp lực này thì mình thấy rằng là nó đang dần đi qua rồi. Bởi vì các bạn có cái lá bài này này, tức lá bài số 23 này ấy, khi mà nó xuôi ấy, thì nó biểu hiện cho cái việc đấy chính là tất cả mọi thứ của bạn đang bị bó buộc. Có thể là các bạn bị bế tắc, các bạn muốn làm này làm kia lắm nhưng mà các bạn không làm được, kiểu như thế. Thế nhưng mà cái lá bài này bây giờ hiện tại nó ngược rồi, tức là hiện tại không có gì có thể bó buộc các bạn nữa và các bạn sẽ được giải phóng rồi. Đầu tiên ý là các bạn được giải phóng về mặt tinh thần của các bạn, mặt suy nghĩ của các bạn. Bạn sẽ cảm thấy giống như là thoải mái hơn này, không bị ai ép buộc nữa này. Bạn sẽ biết là mình cần phải làm gì cho cuộc sống của chính mình là cái điều đầu tiên này. Tiếp theo nữa là có thể là về bắt đầu hoàn cảnh của các bạn cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực với các bạn hơn. Các bạn dần dần gỡ bỏ và sắp xếp được những cái áp lực này. Đây có thể là áp lực từ gia đình, cơm áo gạo tiền và rất là nhiều thứ đè nặng lên bạn, nhưng bạn sẽ giải quyết mọi thứ được từ từ, một cách từ từ, từng bước từng bước. Tuy nhiên nếu như bạn khó khăn quá, bạn cũng có thể hỏi đến sự giúp đỡ của những người xung quanh. Tự tin là một cái tốt, tự tin vào bản thân là một cái tốt nhé. Tuy nhiên thì chúng ta phải đánh giá mọi thứ một cách sáng suốt nhất. Đừng kiểu giống như là ôi tao lo được, tao này cái thứ, mặc dù là tao rất là áp lực đấy, thế nhưng mà tao không nói với ai cả, tao cũng không cần ai giúp hết này cái các thứ. Thì nói chung là để cho thuận lợi nhất và bạn đỡ bị mệt mỏi ấy, thì hãy bớt đi cái niềm kiêu hãnh của bản thân mình. Cái gì bạn có thể giống như là khất được hoặc các bạn có thể xin sự giúp đỡ được thì các bạn cứ mạnh dạn xin giúp đỡ thôi. Không việc gì mà phải giải quyết một mình cả, bởi vì giải quyết một mình thì mọi việc có vẻ là không được gọn lắm đâu, cũng không được nhanh lắm đâu. Thì sắp tới đây ý, là nó báo hiệu cho bạn, đấy chính là bạn sẽ có một cái hành trình mới trong cuộc sống của chính mình. Cái tính của bạn mình cảm thấy nó hơi vội vàng, làm gì cũng hơi vội vàng, không chắc chắn và kiểu hơi chủ quan đối với mọi thứ ý. Bản thân bạn mình thấy rằng là có những lúc các bạn rất là ngây thơ, rất là kiểu suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản quá. Sống đơn giản là tốt nhá, thế nhưng mà có những thứ chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng, sâu sắc. Đấy, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Mình cảm thấy bạn giống như một đứa trẻ ấy. Khi mà vấn đề A này chưa giải quyết xong, các bạn đã nhảy sang vấn đề B, tức là bạn quá là bị mất tập trung và các bạn dễ bị tò mò vào những cái thứ mới mẻ. Cho nên là bạn giải quyết xong cái A này vẫn còn đang dang dở, bạn đã nhảy sang cái B, cái C, cái D, tức là chồng đống lên nhau từng đấy thứ. Cho nên là nó rất là khó để giải quyết ở đây. Và mình thấy rằng là sẽ có một người nào đó, họ sẽ là cái người đốc thúc các bạn và họ có thể sẽ nghiêm khắc với bạn đấy, nói thẳng đấy và làm cho bạn những cái câu mà kiểu cho bạn phải giống như là vả vào mặt đấy, tát vào mặt đấy, để cho tỉnh lại, để cho là gì, nghiêm túc lại với tất cả những cái gì mà các bạn đang làm, đang theo đuổi, gỡ từng thứ một. Chứ không phải là tao thấy cái này khó tao bỏ đấy, tao không làm nữa, tao làm cái khác, sau lại thấy khó lại bỏ đấy làm cái khác, đến cuối cùng bạn chẳng có tạo ra được cái gì cả mà chỉ tạo ra một cái mớ hỗn độn với những cái thứ dang dở ở đây thôi. Cho nên là các bạn cần phải điều chỉnh lại những cái điều này của mình nhá. Thì mình thấy là được cái hay đấy chính là gì, ăn chơi là giỏi lắm,
Thực sự là các bạn như thế đấy, các bạn biết chỗ ăn chỗ chơi rồi là biết biết biểu hiện bản thân của mình, thể hiện bản thân của mình đẹp này, xuất sắc, thể hiện những cái ở bên ngoài ấy, nó rất là tốt luôn ấy. Thì mình thấy là tháng này túm lại cái tháng này của các bạn ấy, như mình nói là do cái tính cách của các bạn nữa, nó cần, nó đang thiếu cái sự nghiêm túc và nó thiếu đi cái tầm nhìn, cho nên sẽ cần có một cái người định hướng cho các bạn để giúp các bạn trong cái giai đoạn này nhá. Và khi họ góp ý hoặc là gì đó ấy, đừng để cái tôi của mình quá cao. Còn lại thì trong tháng 3 này mình thấy có thể bạn cũng sẽ đi chơi nhiều á, vui vẻ nhiều á, ham chơi, ham vui rất là nhiều luôn ấy. Và mình thấy là mỗi khi mà bạn đến những cái bữa tiệc đó ấy, bạn luôn trở thành tâm điểm của cái sự chú ý. Và mình thấy rằng là cái những cái gì mà bạn đang trải qua hiện tại ấy, mình cảm thấy nó khá là lộn xộn. Mỗi thứ một tí nó rất là lộn xộn và chồng đống lên nhau ở đây. Thì nhưng mà được cái rất là hay đấy chính là có thể luôn có người bên cạnh bạn và sẵn sàng giúp bạn, hỗ trợ bạn để thu dọn những cái đống chiến trường này, cái bãi chiến trường này. Thì mình thấy rằng là bạn hãy chờ đợi thêm một chút nữa, trong vòng vài tháng tới có thể là các bạn sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực đến với cuộc sống của các bạn. Có thể là với cái sự lãnh đạo của cái người này, cuộc sống của bạn nó phát triển theo cái chiều hướng là gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn, đâu ra đó hơn, quy củ hơn. Và mình thấy ở đây có là true love come to me, thì mình thấy rằng là có thể có một cái tình yêu nào đó, có thể thậm chí là một tình yêu đích thực nào đó đang đợi bạn khám phá ở phía trước. Mình thấy rằng là các bạn đang rất ham vui, giống như một đứa trẻ luôn ý. Cảm giác giống như một đứa trẻ luôn ý. Thật ra có vứt bạn vào những cái khó khăn đi chăng nữa ý, kiểu giống như những cái khó khăn này nó cũng không nhằn nổi bạn ấy, bởi vì các bạn chẳng quan tâm đến những cái khó khăn đó và đến cuối cùng vẫn có người phải đi dọn dẹp cho bạn, đi lo cho bạn. Nên là cái cũng chả biết phải tả thế nào đối với cái tụ bài Bảo Bình này. Mình thấy là các bạn vội vàng, các bạn cần có cho mình cái sự bình ổn hơn ở trong cái suy nghĩ và hành động của mình thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn nhá. Ok, chúng ta đến với tụ bài Xin số chào các 2. bạn, Thiên Bình đây là dự đoán tháng 3 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất nha. Rồi, với câu hỏi đấy chính là tháng 3 của bạn như thế nào, thì chúng ta có cái tụ bài này thì mình thấy đã có rất là nhiều điều để nói đấy nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu với những cái lá bài trà đây. Đầu tiên ý, thì trong cái tháng 3 này ý, thì còn mình thấy rằng là các bạn sẽ có những cái cảm xúc gì đấy nó rất là mạnh mẽ và nó rất là quan trọng ở đây, và cái cảm xúc quan trọng nhất của các bạn đấy chính là tình yêu thương với gia đình của các bạn sẽ là trọng tâm trong tháng 3 này. Tiếp đó thì mình thấy trong tháng 3 có thể các bạn sẽ phải đối diện với một cái người mà khá là cứng đầu cứng cổ, hoặc là họ là cái người mà thích thể hiện ấy, thích biểu diễn, thích giống như một con gà trống ấy, như kiểu thùng rỗng kêu to ấy các bạn ạ. Họ sẽ biểu diễn tất cả mọi thứ rất là nhiều, và mình thấy rằng là các bạn không nên đối đầu với cái người như thế này vì sẽ không có cái kết quả tốt đâu, vì họ chỉ biết có mình họ thôi, họ là đẹp nhất, họ là tuyệt vời nhất, cho nên là bạn không nhất thiết là phải góp ý hoặc nói chuyện hoặc là tương tác gì đấy quá nhiều, đối đầu gì với cái người này đâu nhá, né ra. Tiếp đó thì mình thấy rằng là trong tháng 3 này các bạn Thiên Bình trúng số rồi. Tại sao mình nói trúng số là các bạn sẽ nghe được một cái tin tức nào đó khá là tốt trong tháng 3 này. Đây là một cái tin tức có thể có lợi cho các bạn. Và cuối cùng thì mình thấy là bạn sẽ có một cái cuộc gặp gỡ khá là quan trọng với một cái người lạ nào đó. Đây là một người mà bạn chưa giờ gặp, và có thể giữa hai người sẽ có một cái cuộc gặp gỡ gì đấy với nhau rất là đặc biệt ở đây. Các bạn nhìn thấy hai cái bàn tay này nó nắm ở đây. Đó, đây là vì sao? Đó, đây là mặt trăng đúng không? Đây là trái đất này, đó. Nó là một cái cuộc gặp gỡ mà giống như là một cái sự sắp xếp của số phận sẽ đem đến cho các bạn rồi. Tiếp đó với những lá tarot và oracle đây thì mình thấy như sau này. Thứ nhất, trong tháng 3 này hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của các bạn, chế độ ăn uống, tập luyện của các bạn. Thứ hai, mình thấy rằng trong giai đoạn hiện tại mọi thứ, nguồn năng lượng của bạn ấy có thể là nó đang đi lùi. Và bởi vì nó đi lùi nên đôi khi bạn cảm thấy mọi thứ nó đang dậm chân tại chỗ, mọi thứ nó không được tốt đẹp lắm, nó không được tuyệt vời lắm, nó không được kiểu giống như là kiểu giống như là đi theo cái ý mà mình mong muốn cho lắm. Và các bạn biết rằng là khi mà nó đang ở cái trạng thái lấy đà ấy này, đi lùi đây này, thì để các bạn biết rằng là trước khi mà chúng ta tiến lên thì chúng ta phải lấy đà, trước khi chúng ta chạy chúng ta cũng phải lấy đà, trước khi một cái cung tên nó được bắn đi thì nó cũng được kéo về phía sau, thì hãy nhớ rằng đây chỉ là một giai đoạn để bạn lấy đà mà thôi. Chính vì thế mà nó hơi lùi một chút, nhưng nó là một cái nền tảng tốt để cho bạn có thể tiến được nhiều bước tiếp theo trong cái hành trình phía trước nhá. Và trong tháng này mình khuyên các bạn là không, những cái lá bài khuyên nha, những cái lá bài khuyên các bạn đấy chính là không nên có bất kỳ một cái hành động gì mạo hiểm hoặc hành động hay làm một cái gì đấy to tát ở trong tháng 3 này hết. Bạn nên chậm lại thôi.
Và mình thấy rằng là bởi vì có thể là mọi thứ nó đang không đi theo ý các bạn nên các bạn có thể sẽ hơi buồn bã một chút. Tuy nhiên thì cái thứ mà các bạn chờ đợi mong muốn ý, nó có thể chưa đến ngay, nhưng vào một cái thời điểm thích hợp, perfect timing ý, thì bạn sẽ được action mà thôi, bạn sẽ được hành động mà thôi. Còn hiện tại trong tháng 3 này thì tạm thời nên ngừng lại, nên nghỉ một chút. Và mình thấy rằng là quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống, đến sức khỏe, đến gia đình của các bạn và đến cái nhu cầu cá nhân của các bạn nhiều hơn, thay vì có ý định hành động một cái gì đó, ví dụ như làm một cái gì đấy hoặc là thực hiện một cái gì đó, thì hãy cân nhắc thật là kỹ trong tháng 3 này. Và mình thấy trong tháng này có thể là các bạn nên dành thời gian để đi du lịch, đi chơi, đi đâu đó, có một hành trình mới, đi đâu đấy chẳng hạn, thì cũng rất là tốt trong tháng 3 này nhá. Còn đâu nếu như, tức là kiểu nếu như mà nó thiên về cái yếu tố chăm sóc cho bản thân, phát triển bản thân bên trong, cũng như là nghỉ ngơi, thư giãn, vui vẻ thì ok. Nhưng nếu như mà dở ra để làm một cái gì đó lớn và nó có quy mô, hoặc là nó liên quan đến việc học hành, liên quan đến sự nghiệp, tương lai cá nhân của các bạn, thì các bạn nên từ từ một chút đó. Và mình thấy rằng là có thể giai đoạn cuối tháng các bạn sẽ nghe được một cái tin tức tốt nào đó, và cái tin tức này nó sẽ giúp các bạn xoay chuyển được tình hình. Mình thấy thêm một điều nữa ở đây, mình thấy rằng là sẽ xuất hiện một ai đó, người này có thể chính là cái người cuộc gặp gỡ với người lạ ban đầu mình có nói ở những cái lá bài trái, là các bạn sẽ có một cuộc bữa với một ai đó và cái người này là cái người có tình cảm với các bạn và họ muốn đến và tương tác với các bạn, tán tỉnh các bạn, biểu hiện tình cảm của họ dành cho bạn. Người này thì họ là một người sống tình cảm thôi và họ rất là biết cách để biểu hiện cảm xúc, suy nghĩ cũng như là hành động của họ. Họ là người kiểu tuýp người hơi lãng mạn ấy, là người lãng mạn ấy. Cho nên là họ có thể sẽ làm những cái thứ mà nó rất là hay, rất là ngôn tình cũng như là lãng mạn gì đó ở đây. Thì mình cũng không rõ là các bạn có thích không, không biết nữa. Thế nhưng mà mình thấy là mình thấy rằng là cái giai đoạn này các bạn nên chấp nhận nó là một cái giống lặng, một cái tạm ngừng, một cái sự lấy đà. Đừng cố gắng vẫy vùng nhiều quá, nếu không là bạn sẽ mệt đấy. Thế nhưng mà qua giai đoạn này nhá, thì đến giai đoạn sau ấy, thì mình thấy rằng là các bạn sẽ điều khiển cũng như là thực hiện mọi thứ nó rất là tốt. Tức là cái gì bạn làm nó cũng thuận lợi hơn. Bởi vì căn bản ấy, thời điểm hiện tại bạn chưa thực hiện được là bởi vì nó chưa phải là cái perfect timing thôi. Nhưng đến cái thời điểm đúng của nó, bạn sẽ thực hiện được. Mình thấy là bên cạnh đó các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ đến từ những cái người xung quanh, nhiều những cái mối duyên đưa đẩy cũng như là gặp gỡ lẫn nhau thông qua người này người kia quen biết để đưa đẩy thực hiện cái điều được cái điều mà mình mong muốn ấy. Nói chung tụ bài của các bạn thiên bình ở đây thì mình thấy rằng là nó cũng tương đối tốt ấy. Cái điều quan trọng là chúng ta suy nghĩ cũng như là chấp nhận mọi thứ ở cái mức độ nào thôi. Cho nên là nếu như tháng 3 này nếu như mà bạn mong cầu gì đấy nó quá là rực rỡ, phát triển vượt trội, rồi là làm này làm kia nó tưng bừng khói lửa ấy. Nếu như mà bạn mơ ước cái điều đó, suy nghĩ cái điều đó quá nhiều á, thì khi cái hiện thực nó diễn ra có thể là bạn sẽ hơi thất vọng. Nhưng nếu như bạn chấp nhận rằng à đây là một phần của hành trình và cái dấu lặng này thì nó không phải là mãi mãi, cái giai đoạn đi lùi này, lấy đà này nó không phải là mãi mãi, sẽ có đến thời điểm cái mũi tên của mình nó được phóng đi mà thôi. Thì khi bạn chấp nhận được điều đó, bạn sẽ cảm thấy cái tháng 3 của bạn rất là dễ chịu đấy, thoải mái, dễ chịu, lại còn có người nào đó đến với cái câu chuyện tình cảm của các bạn nữa. Mặc dù là mình nghĩ là các bạn cũng không quá thiết tha đâu, thế nhưng mà các bạn kiểu để nó ở cái giai đoạn đấy, chính là ở cái vị trí là dự bị thôi. Thế nhưng mà nó cũng đem đến cho bạn những cái niềm vui nhất định ở trong cái tụ bài này nhá. Nói chung tụ bài này tháng này không nên hành động hay là làm một cái gì đấy quá lớn đâu, hay là thực hiện kế hoạch gì thì cứ từ từ nhá các bạn nhá. Nó sẽ đến một cái thời điểm thích hợp thì bạn sẽ thực hiện được thôi. Yeah, sơ rét. Mình thấy là đây là một cái giai đoạn giống như là một cái giai đoạn để các bạn chuẩn bị hành trang cho mình trước khi bước sang những cái chương mới, những cái chặng đường mới ở đây, những cái hành trình mới của các bạn. Và ở hành trình đó mình thấy nó hứa hẹn cho bạn ấy là cái sự thành công nhá, và an toàn nữa. Ok, đó là tụ của các bạn thiên bình. Chúng ta đến với song tử. Chào các bạn, song tử, đây là dự đoán tháng 3 dành cho các bạn nhá. Và hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Tụ bài của các bạn song tử thì mình thấy là nó khá là giống cái tụ bài thiên bình.
Nói chung là nó giống khá là nhiều, đến 80 đến 90% luôn ấy. Mặc dù là nó là những cái lá bài khác nhau nhưng mà nó đều chung một cái ý nghĩa. Rồi, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu với những lá bài trà đây nhá. Đầu tiên ấy, mình thấy trong tháng 3 các bạn sẽ vượt qua được một cái vấn đề nào đó, thành công trong việc vượt qua một cái vấn đề nào đó, một cái chướng ngại vật nào đó trong cuộc sống của các bạn. Đây là hình ảnh một cái cây cầu nó được bắc từ bên bờ bên này sang bên bờ bên kia, thành công ở đây nhá. Số 2 ấy, mình thấy rằng là các bạn có thể là sẽ có một vài những cái vấn đề nào đó, cái nỗi sợ hãi hoặc là cái vấn có một cái gì đó nó sẽ xảy ra trong gia đình của các bạn. Nói chung ấy, mình thấy rằng là cái giai đoạn này mình thấy rất là hầu hết các bạn ở những cái tụ bài ấy, đều có những cái vấn đề liên quan đến gia đình, nên là hãy chú ý về họ nhiều hơn trong giai đoạn này nhá. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng nó nói về việc đấy chính là hãy cẩn thận về về cái sự tự hào của bạn. Tức là đôi khi bạn đạt được một cái thành tựu nào đó, hoặc là các bạn mặc một bộ quần áo đẹp, hoặc là các bạn cảm thấy được nhiều người khen ngợi, thì các bạn sẽ rất là cao hứng, các bạn sẽ rất là mất đi cái cảnh giác của bản thân của mình. Nhưng bạn hãy cẩn thận với cái điều đó, bởi vì đôi khi người ta tung hô các bạn là để muốn cho các bạn chìm đắm trong những cái lời khen ngợi tung hô đó thôi, chứ cũng chẳng thật lòng gì đó. Và khi mà bạn bị mắc bẫy trong chính những cái lời tung hô đó, các bạn trở nên chủ quan, trở nên thiếu những cái giống như là tỉnh táo ấy, thì rất có thể là bạn sẽ gặp những cái vấn đề trong cuộc sống đấy. Các bạn nhìn thấy cái con công đúng không? Cái con công này thật ra là cái con công đực đấy các bạn ạ. Công đực cái con này thì nó cũng giống kiểu con gà trống thôi ạ. Nhưng mà cái con công đực này này, nó biết là nó đẹp đúng không? Nó xòe cái cánh ra thì nó thu hút người này người kia đến với nó, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là nếu như mà bạn cần phải cẩn trọng với cái sự tự hào đó của bản thân. Bạn nên biết là cái gì nên bộc lộ và cái gì không. Ví dụ, mình lấy ví dụ các bạn khoe là các bạn có nhiều tiền trên Facebook chẳng hạn. Coi chừng, vì sao mình bảo coi chừng, nhiều người sẽ nhắn tin vay tiền các bạn ấy, rất là mệt mỏi đấy. Cho nên là hãy biết là cái gì mình nên khoe ra, mình nên biểu hiện ra, và cái gì thì mình nên ém nó đi một chút đó, hoặc là tinh tế một chút. Tiếp theo nữa, mình thấy rằng là trong cái tháng 3 này, có thể là các bạn sẽ có một cái sự tương tác với một người đàn ông lớn tuổi nào đó. Chưa rõ được cái sự tác động của người này đến với bạn, nhưng mình thấy được là tarot đây là cũng có xuất hiện cái người đấy rồi. Thì mình sẽ xem thêm là cái người đấy xuất hiện với vai trò gì trong cuộc sống của các bạn nhá. Rồi, tiếp theo về lá tarot và oracle ở đây ấy, thì mình thấy rằng là như mình nói, tụ bài này gần giống với cái tụ bài của các bạn thiên bình, giống khá nhiều luôn ấy. Là mình thấy rằng ở trong cái giai đoạn này của các bạn ấy, có thể có những bạn đang cảm thấy rất là bất lực với hiện tại, là kiểu các bạn muốn làm này làm kia lắm nhưng mà chưa làm được, mà kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa không cho phép, có thể đụng vào cái gì nó cũng hỏng ấy. Thì ở đây có lá waiting, thì mình thấy rằng là bạn cần phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi mà cái thời điểm thích hợp nó đến, và sắp tới sẽ có thể sẽ có những cái diễn biến này, những cái tin tức này nó được đem đến với các bạn. Thì đến lúc đấy, khi căn cứ vào những cái tin tức bạn nhận được cũng như là những cái biến đổi nó xảy ra ấy, thì các bạn mới có thể đưa ra hành động tiếp theo. Mình lấy ví dụ như là các bạn định mua một cái tài sản nào đó, ví dụ các bạn định mua đất đi đó, thì các bạn đang muốn mua quá nhưng mà có thể là đang kẹt tiền, hoặc là thông tin nhiễu loạn này kia các thứ, bạn chưa thể đưa ra quyết định mà bạn muốn mua lắm rồi, kiểu như thế. Thế nhưng mà như mình nói rằng là bạn phải chờ thêm một chút nữa đi, cái giai đoạn tiếp theo ấy có thể nó sẽ lộ thêm những cái thứ cần thiết cho các bạn, để các bạn cân nhắc nên có nên mua hay không đấy. Vì bây giờ các bạn thật ra mua chưa chắc các bạn đã mua được giá rẻ. Thứ hai nữa là các bạn mua có thể là nó sẽ không phải là cái giá tốt nhất cho các bạn, thậm chí là bị hớ cơ. Cho nên là cứ từ từ đã. Thì mình lấy ví dụ nó ở trong trường hợp đấy thôi. Còn có những bạn khác thì là đang chờ việc này, đang chờ học bổng này, đang chờ những cái tin tức nào đó này, thì mình thấy rằng là, hoặc là đang định làm cái gì đấy, thì mình thấy là bạn cứ từ từ giúp mình, cứ bình tĩnh, waiting này, cứ chờ thêm này. Trong thời điểm này quay về tập trung cho sức khỏe của mình nhiều hơn, về mặt thể chất lẫn tinh thần của các bạn nhá. Mình thấy rằng là đây là một giai đoạn rất là tốt để các bạn phát triển về mặt nhận thức của các bạn. Hãy đọc, cố gắng đọc nhiều sách hơn, hoặc trò chuyện với những cái người mà họ có nhiều kinh nghiệm sống, họ sẽ cho bạn những cái lời khuyên rất là tốt đây. Và ở đây mình thấy có xuất hiện một The Emperor, tức là một người đàn ông, có thể là họ có thể là một người đàn ông lớn tuổi. Họ sẽ cho bạn những cái kinh nghiệm, cho bạn những cái lời khuyên rất là hữu ích. Hãy lắng nghe họ ở đây. Và mình thấy nếu như các bạn cố làm, có thể các bạn sẽ gặp những vấn đề liên quan đến luật pháp, giấy tờ ở đây nhá. Cho nên là công lý tiền bạc, công lý giấy tờ luật pháp gì đó đây, cho nên là các bạn phải từ từ giúp mình. Mình thấy rằng là trong tương lai gần ấy, nó chưa có cái biển chuyển gì đấy quá lớn đến đâu, nên là bạn cứ phải bình tĩnh giúp mình ở đây. Chú ý những thứ liên quan đến hợp đồng, ký kết giấy tờ luật pháp nhá. Phải chú ý cái điều đó giúp mình.
Và mình thấy rằng là bạn có thể là sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cái người đàn ông lớn tuổi mà ban đầu cái những cái lá bài chả có nhắc đến, và đây là tarot cũng có nhắc đến một cái người như thế. Thì mình thấy là bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ. Tuy nhiên tất cả những cái sự giúp đỡ đó nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi. Còn cái người mà mang tính quyết định mọi thứ nó ra sao ấy, nó nằm ở phía của các bạn cơ. Thì mình thấy là các bạn phải cố gắng đợi qua cái giai đoạn này. Một cái chu kỳ cũ nó đang, đây giai đoạn này nó đang là giai đoạn chuyển giao giữa cái mới và cái cũ. Cho nên là nó sẽ có rất là nhiều thứ nó chưa rõ ràng. Bạn phải tốt là đợi hẳn sang cái tiếp theo á, thì các bạn mới có thể đưa ra quyết định được. Mình lấy ví dụ giống như là xem chỉ tay cũng thế thôi. Mình thấy là những cái người họ xem chỉ tay ấy, họ nói rằng là thường là người ta sẽ ít đi xem vào cuối năm, bởi vì cuối năm là cái giai đoạn mà chỉ tay nó đang thay đổi đấy. Theo như mình được biết thì người ta nói vậy ấy. Thì mình chỉ lấy ví dụ vậy thôi. Thì cái giai đoạn đó nó đang thay đổi nên là xem nó sẽ rất là khó để chính xác, nên là phải đợi qua sang đầu năm thì lúc đấy mới đầu đi xem. Cho nên đấy là lý do vì sao người ta hay đi xem bói đầu năm đấy các bạn. Đó, nó sẽ có những cái giai đoạn chồng chéo lên nhau. Thì đây hiện tại các bạn nó đang ở giai đoạn chồng chéo đó. Với người khác thì đầu năm cuối năm, nhưng với các bạn là ở cái giai đoạn này. Cho nên là cứ bình tĩnh nha các bạn nhá. Cứ bình tĩnh thôi. Với một số trường hợp mình thấy rằng là có thể các bạn có một số trường hợp các bạn liên quan đến việc kết hôn ở đây. Kết hôn, hôn nhân, đính hôn gì đấy với ai đó ở đây. Thì mình thấy rằng là có thể các bạn muốn làm nhưng mà chưa làm được vì lý do này các thứ. Thì các bạn cứ bình tĩnh giúp mình. Đâu có đó thịt chó sẽ có mắm tôm nhá. Thịt chó rồi sẽ có mắm tôm. Thời điểm này đó nó chưa được khớp đúng vào, mọi thứ nó chưa thẳng hàng thôi. Thì khi mà mọi thứ thẳng hàng, nó ổn, ok, tất cả mọi thứ nó thuận lợi rồi ấy, thì các bạn sẽ có thể thực hiện được nha các bạn nhá. Rồi, đó là tụ bài của các bạn song tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.